bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Đôi khi tình yêu vẫn thế. Tháng 5 năm trước, tôi ngồi với Thiện, cậu bạn thân suốt thời trung học đến giờ, trong một quán cà phê đẹp vào buổi chiều trời Sài Gòn hâm hấp nóng. Chúng tôi cùng nói với nhau về bạn bè ngày xưa, về mình bây giờ và cả về tình yêu. Thiện bây giờ đã là một người đàn ông thành đạt, giàu có và đặc biệt là vẫn còn độc thân. Mỗi khi ngồi với nhau, tôi đều hỏi bạn lý do mãi vì sao đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn, dù bạn dư mọi điều kiện để hẹn hò, thậm chí với cả chân dài trẻ đẹp. Bạn chỉ cười khi nói về tình yêu của mình. Thiện bảo bạn vẫn đang đi tìm một tình yêu thực thụ ở tuổi 40 để tin rằng người ta yêu nhau vì người ta yêu nhau mà thôi, để xác tín rằng điều đó vẫn còn ở đời này. Điều bạn ấy muốn là người phụ nữ nào bạn chọn phải là người chọn bạn ấy vì bạn ấy, không vì một gạch đầu dòng điều kiện nào. Tôi thương bạn, thương một con người luôn đau đáu vì tình yêu. Trong tôi, đôi khi cái gọi là tình yêu lớn đã lụi tàn đâu mất. Tôi hình như quên mất mình cũng đã từng tha thiết, từng đớn đau, từng ngông cuồng, từng hết lòng bảo vệ cái tình yêu vì tình yêu của mình ngày ấy. Rằm tháng giêng vừa rồi Thiện cưới, một cái đám cưới nhỏ gọn và ấm cúng. Trước ngày cưới vài hôm, chúng tôi lại ngồi cùng nhau, lại nói về tình yêu. Mắt Thiện lấp lánh niềm vui, tôi cũng nghe lòng mình lấp ló vui theo bạn. Thiện kể tình yêu ấy như câu chuyện cổ tích của đời mình. Thiện bảo rốt cuộc thì tình yêu cũng có thật, mình vẫn tin vào tình yêu là đúng. Chỉ có tình yêu mới cho chúng ta can đảm, chỉ có tình yêu mới có đủ một cái níu tay thật mạnh cho chúng ta đứng dậy. Chỉ có tình yêu mới sáng suốt nhận ra cái tầm thường nhất trong mỗi con người và xem nó là hiển nhiên, để mai kia mốt nọ ta trở về chính mình, về với con người cốt lõi tay trắng, chẳng danh lợi bạc tiền, người vẫn vì ta mà đứng đợi. Vợ Thiện là một người phụ nữ đen và gầy, nhìn chị kém tươi tắn và hầu như không có chút gì gọi là sành điệu. Chị lớn hơn Thiện 3 tuổi và có một cô con gái 11 tuổi. Họ tình cờ ngồi cạnh nhau trong một chuyến du lịch bình dân. Thiện vốn thích rong ruổi một mình với các chuyến đi giá rẻ. Đi đôi khi chỉ để thấy mình đỡ đơn côi, chị ấy thì thỉnh thoảng muốn đi đâu đó ra khỏi Sài Gòn một ngày. Họ ngồi đó và nói chuyện với nhau về Tiêu Phong, về Lệnh Hồ Xung, về Vi Tiểu Bảo, về sự siêu phàm của Kim Dung. Lâu lắm rồi Thiện mới thấy mình hào hứng đến vậy. Buổi trưa khi mọi người lục đục kéo nhau vào quán, chị bày cơm nắm muối mè ra mời Thiện ăn cùng. Là cơm nắm muối mè, là ký ức, là bà ngoại, là những chuyến tàu Bắc Nam của ba mẹ những năm tháng khó khăn, bấy nhiêu thôi mà Thiện đã thấy lòng mình thật lạ kỳ. Vài lần gặp gỡ, sinh nhật, chị may tặng Thiện bộ ráp giường thêu tay, những cánh hoa nho nhỏ vàng vàng quanh bao gối. Lâu lâu Thiện ghé nhà chị, ngồi ăn cùng bàn với mẹ con chị, chút ấm áp của hai mẹ con, mùi canh chua cá cơm, mùi cá ngừ kho cải chua, chén chè lục tàu xá. Thiện nấn ná không muốn về. Bạn bắt đầu mơ về một ngôi nhà. Ngôi nhà có gian bếp luôn đỏ lửa cuối ngày. Ngôi nhà mỗi chiều lại thoang thoảng mùi hành, mùi tiêu. Ngôi nhà có người phụ nữ ân cần, vén khéo. Ngôi nhà có người phụ nữ chưa một lần thắc mắc về bạn, chưa một lần mở cánh cửa xe của bạn, và cũng chưa bao giờ nhận lời mời ra ngoài ăn tối của bạn. Và bạn yêu. Vượt qua bao khó khăn phản đối của gia đình và của cả bạn bè, Thiện tin vào chính cảm nhận của mình. Yêu chưa khi nào có câu trả lời chính xác, nên đừng bao giờ hỏi tại sao. Đôi khi yêu nhau chỉ vì muốn yêu nhau mà thôi.